hay đổ một lượt luôn thầy. Đừng có đổ nước đục này. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mưa lớn quá trời lớn luôn các bạn ơi. Nước nó ruộng nó ngập hết trơn rồi. Chiều mưa quá trời mưa luôn rồi. Bây giờ cá bữa nay cá nó lên ruộng dữ lắm các bạn ơi. Giờ mình mới vừa ra ruộng nè. Mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn xem. Mưa nè, nước nó ngập rồi nè các bạn. À, bây giờ mấy anh em mình chuẩn bị đem đồ nghề nặng ra ruộng bắt cá lên các bạn ơi. Đi quần quần kiếm đây có cá rô đổ lên ban đêm không. Rồi, hôm qua mình có quay cái clip đi bắt ban ngày cá quá trời luôn. Cá ở dưới mương nó lóc lên mấy cái mương giường á. Quá trời luôn. Kìa. Trời ơi, cá nó chạy kìa. Trời ơi, mấy cái đường nước. Đường nước cá nó chạy thấy mê luôn các bạn ơi. Rồi cái này lấy đồ đặt bẫy tự chế cái là dính lúc nữa nè các bạn. Ồ, nó lên thấy mê luôn các bạn ơi. Nó chạy kìa, giận giận sóng nó kìa. Tối quá các bạn ơi, quay xa quá các bạn không thấy. Rồi bây giờ mình tạm dừng nha các bạn. Đi vô lấy cái thùng bê ra nặng đi bắt vòng vòng ruộng các bạn ơi. Rồi chút nữa mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Rồi chào các bạn. Chào. Với bắt cá nha. À, bây giờ ra mấy anh em ra tới ruộng rồi nè các bạn ơi. Rồi đi Hành Quân đi coi coi có cá nha các bạn. Đi. Quá trời ơi các bạn ơi. Ôi nó lên rồi kìa. Ba bốn con luôn, bốn năm con luôn. Trời ơi. Quá chí rồi các bạn ơi. Lắm luôn. Trời ơi. Quá chí rồi, lụm đây đi, lụm đây. Ôi. Rồi, nè nè. Bỏ thùng. Trời ơi, nó lóc rồi kìa. Nè. Đó. Ôi. Trời ơi. Bắt mỏi nhanh vô, từ góc chân kìa. Trời ơi. Ôi. Sướng rồi nè, thấy mấy vườn này. Nè, con nãy lóc cái nè. Nè. Ôi. Lóc quá chí rồi. Lấm. Trời ơi. Trời ơi, con nào nấy nó mập mềm như này các bạn. Ôi ôi. Rồi tới trước. Thấy mấy vườn này có lên. Rồi nó lên. Coi kìa, con cặp. Con con loại thuốc ngoài bự trà bá luôn kìa. Trời ơi. Cá bự không coi. À chỉ là giờ này lên. Kìa, nó lóc dài ở ngoài kìa. Trời ơi, con bự. Thao, bỏ đôi dép ra thao, gọi vô thùng. Ừ. Rồi ra lụm cái nhiêu rồi kìa. Sao bây con rồi kìa, nè. Nè, trời ơi, con này cái trứng á, cái bụng nó trứng quá tí luôn rồi kìa. Ôi. Nóc, nó nóc cái bụng. Kìa. Ôi, bụng nhảy nó kìa. Trời ơi. Rồi đây hai ba con luôn rồi kìa. Đã quá rồi đã hả? Quá trời đã. Kìa con nó lóc lên kìa, ở ngoài nữa kìa. Ôi. Trời ơi. Đây con nè. Ôi. Quá lố rồi chứ ơi. Bỏ dép ra đi thao, thằng lỗi. Ôi. Ôi kìa. Ngoài đó nữa kìa. Lúa xạ cả nhà không? Ông hài đó con bự cho bá nữa kìa. Ôi. Này cặp cái giường nó vô quá trời cái này nha. Trời kìa, cái mương á, mương lục bình đó các bạn ơi. Mương lục bình nó lên đó.
tiếp kìa kìa đó. Ôi nay đi sôi sướng, bữa nay đi đi lụm đã luôn, mưa tầm tã trậu cả lương kìa, lương kìa đó, lương con đó bắt dính không đó đó ấy dạ. Đó 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 lóc đó đó đây đây con nè, lương con bắt dễ dính đó, bắt cua luôn hả? Ừ lụm cua kìa, lụm luôn đó lương hả? Lúa sao lương bắt được, cua lụm luôn, lụm luôn. Ừ đó cá luôn ngoài đó, cua nữa đó lại luôn nghe sao lo lụm luôn, con điên lụm luôn, trời ơi lương ta hai ba con luôn mà bắt không được. Ừ, đây. Kìa kìa con cua ở ngoài bự nữa kìa. Đi đi vô đường bờ lội đi, chừng nào gặp hết kìa. Trời ơi nãy giờ nhiêu đây nè các bạn ơi. Cá lộc con cua nữa kìa. Người ta đang đi, người ta đang xả rồi. Đi vô đường bờ đi con. Trời ơi kìa nè. Nãy giờ nhiêu cá nè các bạn. Đâu 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 đâu. Ồ lóc tút ngoài kìa. Trời ơi nó ra tút mị ở ngoài đường nước luôn rồi. Ồ kìa kìa thuốc miệng ở ngoài nữa kìa. Thì sao cá à, lội ít ít đây thôi. Nó khôn quá, nó lắp thuốc ra ngoài bỏ ra ngoài đi, bắt mé mé này thôi, ra ngoài nhiều quá. Kìa 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 đó 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 lắp vừa kìa. Trời ơi rồi. Con này bự nữa kìa. Thì tha con kế đó bự nữa kìa. Đó đó đó. Đó kìa. Đó ngoài nó lắc quá. Đó đó đó. Lên như hỏi. Trời ơi coi. Con cá nè. Trời ơi. Cá hết hồn cá. Cá này nhìn nó cũng. Trời ơi cái này. Quá trời luôn. Con này cũng có chứ cái luôn á. Đi. Thì nó lóc ra mưa xuống bắt đầu lóc ra ruộng nó đẻ mà. Cái nhà thấy mê không? Coi nè. Rồi nãy giờ không. Miếng ruộng này nó gầm gầm. Như đây luôn nè các bạn ơi. Có nữa. Kìa 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 đó nữa kìa. Ừ. Bà không con luôn. Con nhỏ nè. Con đực á. Cá đực. Đó cả nhà. Trời ơi, đó bà không con kìa. Làm được cái mê rồi. Ôi, thử lo lắm. Đó, một con nữa. Kìa con bự kìa. Nó lên tới đây nó cũng mệt lắm rồi. Đó. Để gì nó lên nó đang quặn quặn, đang nó đẻ đó. Trời ơi, cái bụng ốc nóc luôn rồi. Dạ. Cái này ngoài mấy mương sâu chắc nó nằm mấy lư ở ngoài đó lư á, mà tại vì mình không lội kìa kìa đó đó mình gọi đó đó nó mình lốc gọi đó. Đàn cái nó lóc 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 vậy dễ dễ quá lỗ trời ơi, nhái nó kêu quá trời mày ruộng kìa. Cá thấy mê luôn kìa 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 đó. Nhà thấy mê không? Kìa 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 kìa. Đó đó đó, ở trong trong cái lỗ đó còn á. Có cái gì vậy? Nó mới quậy quậy á. Quậy quậy rồi. Ủa trời ơi. Cá lóc cẩn cá lớn nó ơi. Cái gô cũng lên nữa. Lên. Nó lên chung cái vui. Ừ. Đi tiếp đi. Đi vòng qua bên này luôn. Nhưng mà cặp mấy giường thì nó nhiều hơn. Và cặp mấy giường nó nhiều hơn. Trời ơi nó lóc quá kìa. Ủa ăn trước nữa kìa, ăn trước nữa kìa. Buông rồi. Quá đã. Con bự bự không các bạn ơi. Ồ đây con nữa nè. Lụm. Trời ơi kìa 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 ở ngoài con nữa kìa. Ừ đó đó đó. Đó. Nè đây con nữa. Ừ. Đó 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 con. Đó nghe cháu thằng Thao con nữa kìa. Đó. Ồ. Một cặp luôn, một cặp cá bự luôn. Cua bắt. Đó đã luôn. Nhiều mà đó đó. Trời cái cặp nữa. Đây đây đây, đây một cặp cá gôn nữa nè. Cua ngầm con rồi. Đó. Đó, đó đang cặp nữa nè. Con cái con đực. Đi cặp 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 không lụm. Ôi. Ừ. Cá.
Ừ, ở ngoài nó lóc ngóc luôn. Ở ngoài. Ừ, ngoài lội ra nhiều quá. Mình nhắm cặp mé chứ mình lấy cho cặp mé thôi. Không khiếp luôn. Quá trời trời. Dài nhiều đây nè. Quá chí các bạn ơi. Ồ, con này thấy mắc mê không? Dòng dòng mé dài thì nó nhiều mà ra cho xa nó cũng còn không biết nó nhiều. Đi cho chơi chứ. Đi dài dài. Còn nữa hả? Ừ. Tính ngoài này hết rồi đó. Năm vừa quá là cái rồi. Ô. Ừ. Con này con nhỏ các bạn ơi. Cũng được. Cá đực. Cái này nè nè con cái nè. Nè nè. Nào. Có con cá đực lên là phải có cá cái lên nè. Ừ đây 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 đây. Ồ, còn cá cái nằm suốt này nè các bạn ơi. Đó, đó. Rồi. Ừ. Khúc này ra ruộng này nó thì nó ở ngoài ruộng á, nãy mé vườn nó lóc ra bắt đầu nó đi dài dài nè. Ừ. Báo luôn này. Rồi. Hết rồi các bạn ơi. Bây giờ đi chơi về các bạn ơi. Giờ này khúc này hết rồi. Rồi, hẹn các bạn lại clip sau nha.